Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Bài biên tập chương trình xin gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bắt khẩn cấp Huỳnh Trần Tấn Huy, 22 tuổi, Phạm Duy Tân, 18 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành và Đoàn Trần Thế Hào, 19 tuổi để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành phê chuẩn. Đây là ba thanh niên chạy xe một bánh làm xiết trên quốc lộ 1, quay clip câu like mà Vietnamnet đưa tin trước đó. Theo kết quả điều tra ban đầu, hôm 22 tháng 10, công an tỉnh Tiền Giang phát hiện trên Facebook có một đoạn video nội dung ghi lại cảnh thanh niên biểu diễn bốc đầu xe máy trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Công an mời ba thanh niên có liên quan gồm Đoàn Trần Thế Hào, Phạm Duy Tân và Huỳnh Trần Tấn Huy. Tại cơ quan công an, cả ba thanh niên thừa nhận đã bàn bạc, thống nhất dàn dựng nội dung quay video biểu diễn bốc đầu xe mô tô đăng lên Facebook để câu like, câu view, tạo nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh trật tự công an tỉnh tiền giang đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã khởi tố vụ án ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đoàn trần thế hào phạm duy tân và huỳnh trần tấn huy